xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục trong video ngày hôm nay, em giới thiệu các bác là cái vỏ thùng sub kép khủng bố đại ca đại tẩu. Mà dòng này thì mấy lần trước em có quay review giới thiệu qua cho các bác đúng không ạ? Đây là vỏ thùng sub kép NS36, phiên bản là cao, to, đen, nhưng mà chả có mùi gì đâu, toàn mùi gỗ thôi. Chứ còn bác bảo là cao to đen xong rồi hôi nữa, ai mua loa hôi về làm gì đúng không ạ? Đầu tiên em sẽ ước lượng khoảng cách bằng găng tay để các bác ước lượng nhá. Một găng tay của em là khoảng tầm 20 cm, em sẽ ước lượng này, sâu nhá, chiều sâu nhá, 20 này, 40 này, 60 này. Đấy, sâu nó khoảng tầm 64-65 hoặc 66 cm, đấy là chiều sâu. Chiều ngang nếu như đặt nằm ra thì em sẽ đo này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. Úi dồi ôi, khoảng tầm 95 đến 98 cm, 95 98 cm, đấy là chiều ngang bề mặt nhá. Em sẽ đo cái chiều cao, chiều cao của bản thân thùng nhá, 20 này, 40 này, 62 đến 64, khoảng tầm 62 hoặc là 64 cm chiều cao. Đây là các bác đang xem đấy nhá, thì ở đây là một chiếc một đôi hoàn chỉnh em vừa sơn xong. Thì cái này là giờ chỉ có thiếu mỗi cái chén cọc đây thôi. Thùng này là sử dụng cái công nghệ sơn gọi là sơn sần hạt nhựa. Các bác nói là sơn sần cát cũng được. Đây bên em thì gọi là đây là sơn sần hạt nhựa giả cát, mà có bộ một cái độ bám gọi là sần nhám. Tức là sờ vào vuốt ấy nó có một cái độ ma sát, nên là các bác đặt cái gì lên trên đây ấy, thì nó kiểu như đánh loa ấy, thì nó không có kiểu như là trôi thùng. Nó rất là chắc chắn. Dòng này thì bên em không thiết kế là chân trên nóc hay là chân dưới đáy đâu, tất cả là theo cái form của hãng thôi. Thùng này là NS36 dựa trên cái khuôn thùng là NS18 của Nexo. Đấy các bác nhá. Kia, một thùng này nó có rất nhiều phụ kiện. Bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cái phần sau nhá. Đấy, đây là phần mặt sau thì nó có logo của hãng, logo của bên em thiết kế này. Logo hình cái mic cách điệu hả, vừa dưới nó có chữ là NS36 và đằng sau đều là có ốc để các bác chờ để bắn bánh xe. Các bác mua cái loại bánh xe mà tầm 70.000, gần 70.000 một cái thì các bác bắn vào đây, một thùng 4 bánh, lật ngửa ra đùn đi đùn lại rất là tiện. Còn các bác bảo là tại sao không thiết kế bánh xe ở góc này để các bác đặt đứng lên xong là đẩy đi đẩy lại, thì không, bên em không ưu tiên như thế. Bên em chỉ ưu tiên các bác là hàn cái bộ hộp sắt chữ V ấy, nó ốp vào này, ốp vào này này, thì nó sẽ ôm và bám chắc chắn hơn. Đấy. Còn các bác bảo cái thùng này tại sao không có ke? Không có đâu, không phải không có ke đâu, mà là muốn có ke nhưng mà nhìn trông nó xấu quá. Em mô phỏng lên và bảo cái này một điểm ke vào, điểm nó ốp ke, nhìn mô phỏng trên 3D thôi, xấu, bỏ. Không dùng ốp ke nhưng rất là chắc chắn, bởi vì là các cái điểm này, điểm ghép giữa cái tấm cạnh và tấm trong này, thì các bác là cứ yên tâm. Các bác dùng cái đầu nam châm về, có ví dụ máy đi, có con nam châm các bác cứ dí xung quanh này, nó sẽ có một điểm đây, hút nam châm này, hút này, hút này, đấy là những điểm đó là nó có ốc bắn ở bên trong các bác nhá. Nên là chắc chắn tuyệt đối luôn. Thùng này không cần ke nhưng rất là chắc chắn. Còn những cái bản thân cái thùng này này, nó có rất nhiều nỗ ốc nên là ốc ke gọi là trang trí để các bác nhìn trông nó chắc chắn cái thùng thôi, chứ còn thật ra chả giải quyết được cái gì. Cũng khá chắc rồi, cũng có bắn ốc vít hết, tất cả đều có ốc vít hết. Đấy, các bác không phải sợ nhé. Như thùng này là có thiết kế là hộp tay sách này, 8 tay sách trên một thân thùng. Đằng sau đây là khoang để nắp bát. Ở đây là phiên bản demo mẫu nhé, thì là nó có khoang nhỏ này thôi. Còn là phía sau mà thương mại có đôi thứ hai đến đôi thứ N ấy, thì là cái khoang này nó sẽ to hơn nữa rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn thấy luôn ở bên trong thùng là đây có ốc vít này, các bác nhìn này, con ốc vít này. Đấy, tất cả đều có ốc vít, ke không cần, không cần ke, không muốn làm ke, thật ra nó chắc chắn lắm rồi, còn ke thì gọi là trang trí thôi mà. Ke để trang trí các bác nhé. Đây là sơn sần hạt giả cát, kiểu như hạt cát ấy, bán hạt cát cũng bán được nhưng mà nó mất nhiều công bán lắm. Một cái thùng này mà bán cát thì nó sẽ mất vào 4 tiếng mới xong và đẹp được, còn nếu mà làm hạt như này thì nó sẽ nhanh hơn. Nó chỉ là tầm 2 tiếng trên một đôi thôi. Đấy. Một tiếng một quả, một tiếng một quả, ngồi tỉa từng tí một, từng tí một. Đâu nào, đấy là sần đấy nhá, không phải là nót đâu. Nót thì 10 phút một quả là sần kỹ lắm rồi, không phải điều các bạn đâu. Đây là thùng này. Đấy.
khi đặt đứng lên thì nó sẽ như thế này. Các bác hình dung được chưa? Khi đứng lên thì nó như thế này. Đấy, rất là cao, to, sơn sần theo kiểu là giả cát, nhìn trông rất là đẹp. Và một thùng này thì nó có vào 3 lỗ cọc, 3 điểm cọc để cho các bác. Đằng sau thì có ở chỗ để chờ bánh xe các bác bắn. Còn các bác thích đặt như này mà bắn bánh xe ở dưới thì em không ưu tiên đâu. Các bác hàn cái hộp sắt chữ V nó sẽ chắc chắn hơn nhiều. Đây là cái tấm hậu này. Cái này em làm tối giảm nhé, tức là giảm thiểu được tất cả những chi phí phát sinh nếu có. Đấy. Có cái gì chi phí phát sinh thì em sẽ giảm hết để phù hợp với nhu cầu của các bác. Là đằng sau đây, đằng sau nó có một cái tấm hậu chờ. Đấy. Có rất nhiều ốc, rất nhiều ốc. Bé tí con là nhiều ốc thế biết. Anh nghĩa là chỉ có 6 con ốc thôi nhưng đây nó tận 10 con. Đấy. Ok. Nó S36 và giá của cái thùng này hiện tại một cặp thùng này em bán tại cửa hàng là 6 triệu. Riêng cái tiền gỗ đã rất là đắt rồi. Tiền gỗ nó vào thôi không kể nữa. Một cái thùng này nhá, tốn gỗ cực kỳ luôn và nó rất là nặng. Một thùng này phải gần 2 tấm gỗ, kéo một tí nữa thôi là 2 tấm gỗ trên một thân thùng. Đấy. Một thùng này phải tốn gần 2 tấm gỗ bởi vì nó nhiều chi phí phát sinh lắm. Thì bây giờ em sẽ tả cho các bác xem. Đây nhá, ví dụ như khuôn ngoài thì chúng ta sẽ bỏ qua nhá. Như này này, tấm này là một tấm này, coi như một tấm mặt nhá. Đây nữa là coi như là 2 tấm mặt. Vách này với các cái cánh gió này, coi như là cả cánh gió bên này, cả cánh gió bên này là 3 tấm đi. 3 tấm nhá, chúng ta sẽ tạm thời tính là 3 tấm. Thì em sẽ mở cái này ra. Đấy, các bác thấy chưa, khoang bát này. Xong trên này là vách thoát hơi này. Như này là 4 tấm này. Đấy, 4 tấm rồi nhá. Tốn gỗ hơn rất là nhiều và gỗ sử dụng là gỗ 18. Gỗ sử dụng là gỗ 18. Rất là nặng. Chi phí phát sinh thì không có nhiều đâu. Chúng ta tạm tính tiền ke. Cái tiền bánh xe này, ốc chờ này, mới tay sách ở phụ kiện linh tinh là vào gần 1 triệu đi. Gần 1 triệu. Đúng không ạ? Đấy, còn lại là cái tiền gỗ. Bây giờ các bác cứ tính đi, 6 triệu giá tại cửa hàng. Nếu như các bác đến đấy thì một cặp thùng này em sẽ sơi ngon này là vào gần 800.000 để lấy công làm lãi. Sơi ngon này, gọi là tạm thời sơi ngon này, gần 800.000. Bởi vì nhiều cái chi phí các bác đến tận nhà xem xong rồi ưng rồi nhưng mà các bác ở xa. Đấy, các bác bảo đóng gói gửi đi, cái tiền chi phí đóng gói bao bì là vào gần 200.000, tức là nhét túi được gần 600.000. Đấy, nôm na thế, một đôi thùng mà nhét túi gần 600.000. Các bác bảo nãy 1/10 thế thì mới sống được chứ còn không thì không tồn tại được. Và cũng chia sẻ luôn đó toàn thể các bác là cái thùng này đóng nó tốn nhiều công và cái công thợ làm của cái thùng này nó rất là tốn nhá, rất là tốn nhiều công. Ngay như cái hệ thống dây chuyền em đang làm đây, cái bình nén hơi này, máy nén sơn này, các cái đinh tinh này, đầu tư ra có ít tiền đâu, nó tốn rất là nhiều. Nên là nói chung một cái sản phẩm ra lãi 1/10, họ 6 triệu thì lãi được 600.000. Đấy là điều cơ bản. Còn các bác bảo lãi nhiều thế không mua, mua chỗ khác thôi, tuy 6 triệu trừ chi phí phát sinh ở cái tờ, trừ cái gọi là tiền bánh xe thôi đã vào 800.000 rồi. Đấy. Ok các bác nhá. Rồi, ok, nếu như các bác không lấy bánh xe thì trừ vào gần 800.000. Đấy, tiền bánh xe, còn các bác lấy thì sẽ tính thêm vào. Đấy, ok. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.